Rồi Di Đà Phật, thì trở lại chương trình phần hát của nữ ca sĩ Khánh Thu Thị. Đây, nữ ca sĩ Khánh Thu Thị. Em xin kính chào thầy Duy Thành Tán, xin chào các bạn. Rồi ngày hôm nay là mình đến với khán giả ăn qua cái bài nhạc mình cầm bay là những bài gì em? Dạ, thì ôn lại bài Không Tên Số 7 là bài Sao Đành Xa Em. Rồi bây giờ bài số 7 thì nhớ là mình đi lốt một bài. Cái tháp lịch là hồi nãy là không có, mình được bên kia mượn tháp lịch. Tại vì khi mình có cái dàn ekip đó quý vị, thì cái người người ta làm sẵn thì mình phải tự lốt. Rồi sao đành xa em ha. Rồi mình đi từ bài số 7 qua lại bài sao đành xa em và kết bằng bài số 7 nha. Rồi mình có khỏe không? Dạ em khỏe. Khỏe như trâu không? Khỏe như mèo. Trâu. Ăn như mèo. Ăn như mèo hửi. Em, những câu chuyện vui. Tại sao những người work ở McDonald's, Burger King mà tại sao họ mập mà họ nói họ không ăn? Là tại sao vậy? Tại vì họ là người thôi, họ không ăn. Thì quý vị ơi, những câu chuyện người manager xong mập ú nó hỏi mình xong vô đây đâu có biết cái giờ mà cuối cùng không làm. Rồi hình như bên Chicken Filet, cái chuyện mới nhất của vị Chicken Filet là mỗi lần mà uống nước thằng manager nó chạc hết. Im lôi gì tố cáo mà chuyện đó có thiệt quý vị, khi mình làm một chỗ uống nước được free, hình như là nó cho ăn free. Đối với Mỹ người ta cho ăn free cho mình, nó tính nước nó ra. Bây giờ có hệ thống YouTube kiểu kiểu được, nó làm bế mặt của chiếc QA rồi cái thằng manager không chối được. Có nghĩa là khi mà mình có nhân viên mình phải cho nó ăn, nhất là tạm trong nước tiệm Mỹ. Rồi bây giờ phần trình diễn của cô Bảy. Thank you.
đi làm rồi, 9 giờ rồi. Rồi một lần nữa. Bye bye quý vị từ thành phố Houston. À, chị không. Giỏi, xuất sắc nha. Rồi, bye bye quý vị. Tại đến giờ 9 giờ mình không muốn cái khu phố mà nó rộn ràng quý vị. Chết chà, quên bọn áo vest rồi. Nhưng mà lên sóng không sao hả? Thầy sợ lố giờ rồi, lố giờ.